WorldCom từng được xem là ông trùm trong giới viễn thông và bản thân người sáng lập ra nó Bernard Ebers cũng được cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton gọi là biểu tượng của nước Mỹ ở thế kỷ 21. Thế nhưng, WorldCom còn được biết đến nhiều hơn trên danh nghĩa là một trong những vụ bê bối tài chính lớn nhất nước Mỹ, với số tiền lừa đảo lên tới 11 tỷ đô la. Câu chuyện có thật của WorldCom bắt đầu và kết thúc ở thị trấn nhỏ Mississippi, nơi mà người giáo viên thể dục Bernie Ebers đã thành lập một công ty nhỏ và biến nó thành một đế chế viễn thông. Hãy theo dõi câu chuyện của WorldCom qua video dưới đây của The Brokers. Đừng quên like, subscribe ủng hộ kênh YouTube của The Brokers nhé! Sau khi tốt nghiệp cao đẳng Mississippi tại Clinton vào năm 1967, Ebers trở thành giáo viên khoa học tại một ngôi trường cấp 2. Năm 1947, qua một trang quảng cáo trên tờ báo địa phương, ông mua lại một nhà nghỉ ở Columbia và chuyển đến đó sống. Từ đó, ông bắt đầu kinh doanh nhà trọ và cung cấp dịch vụ đường dài cho khách hàng. Trong quá trình này, Ebers phát hiện ra ông có thể cung cấp dịch vụ trên bằng cách mua xỉ dịch vụ của Art và T để bán lại. Năm 1983, Ebers và ba doanh nhân khác cùng lên kế hoạch để thành lập một công ty có tên LDDS, dịch vụ điện thoại đường dài giá rẻ, với mục tiêu không ngừng mở rộng quy mô. Để thực hiện được điều đó, Ebers sử dụng cổ phiếu thay tiền mặt để thâu tóm những công ty khác. Ở mỗi thương vụ như vậy, họ lại thu hút thêm được khách hàng và tăng doanh thu. 5 năm sau, LDDS chính thức niêm yết. Với tốc độ bành trướng nhanh chóng, công ty này đã mua lại hơn 35 doanh nghiệp khác chỉ trong nửa đầu thập niên 1990. Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực viễn thông, họ còn lấn sân sang mảng Internet, data, thương mại điện tử và chính thức đổi tên thành WorldCom vào năm 1995 với vị trí CEO được Ebers đảm nhiệm. Cái tên WorldCom dường như nhằm mục đích thể hiện cho quy mô hoạt động đầy tham vọng của Ebers, đưa họ trở thành một trong những công ty viễn thông lớn nhất nước Mỹ. Năm 1996, doanh nghiệp này thực hiện một loạt những thương vụ đình đám, đầy hào phóng, chi 14 tỷ đô la Mỹ để mua lại MFS Communication, đàm phán sáp nhập với UNET, mua một mạng cáp quang mới và thực hiện thỏa thuận 37 tỷ đô la Mỹ để mua MCI Communication. Ở thời kỳ đỉnh cao, vốn hóa của WorldCom có lúc đã lên tới khoảng 180 tỷ đô la Mỹ và giá cổ phiếu đạt mốc 60 đô la Mỹ. Mùa xuân năm 2000, đế chế này đã có khoảng 88.000 nhân sự và 60.000 mai đường dây điện thoại trên khắp thế giới. Doanh thu khi đó cũng trên đà vượt mức 40 tỷ đô la Mỹ. Ebers cũng là tỷ phú với khối tài sản 1,4 tỷ đô la Mỹ. Chỉ trong tháng 3 năm 2000, Bernie Ebers đã trở thành đỉnh cao của ngành viễn thông. WorldCom được nhiều người xem là công ty thống trị của thế giới. Thậm chí khi WorldCom mở một trung tâm hoạt động mạng mới, Tổng thống Clinton đã có mặt. Chúng tôi rất vui mừng chào đón Tổng thống đến với trung tâm của sự bùng nổ thông tin liên lạc. Bây giờ chúng tôi đã có mặt ở 65 quốc gia khác nhau và vẫn đang mở rộng nhanh nhất có thể, Ebers phát biểu khi bắt tay với Tổng thống. WorldCom luôn mở rộng nhanh nhất có thể tỷ lệ thuận với sự giàu có của Ebers. Ngoài số cổ phần của ông tại WorldCom, khu chăn nuôi 500.000 mẫu của ông ở Alberta, Canada và rất nhiều ngôi nhà, thêm một khoản tài sản ước tính hơn 500 triệu đô la Mỹ. Dẫu vậy, đà tăng trưởng vượt trội của đế chế viễn thông đã gặp lực cản lớn khi thương vụ sáp nhập với công ty đối thủ Sprint với 129 tỷ đô la Mỹ thất bại. Tháng 7 năm 2000, giới chức Mỹ đã đình chỉ thương vụ với Sprint với lo ngại về cạnh tranh và chống độc quyền. Cùng với đó, thị trường cũng xuất hiện nhiều đối thủ cạnh tranh khác, họ giảm giá dịch vụ để thu hút khách hàng. Tham vọng thâu tóm càng nhiều càng tốt của Ebers vẫn không vì thế mà ngừng lại. Tháng 9 năm 2000, công ty này lại chi 1,6 tỷ đô la Mỹ để mua Intermedia Communications. Giới quan sát nhận định WorldCom khi đó hớ nặng vì công ty trên vốn chỉ có giá trị khoảng 50 triệu đô la Mỹ. Rồi cái gì đến cũng phải đến. Đằng sau các thương vụ thâu tóm không ngớt tay, đó là những khoản nợ chồng chất. Khi công ty ngày càng lớn mạnh và khối tài sản của Ebers cũng tăng lên, ông đã mù quáng đi vay để thúc đẩy những thỏa thuận mua lại. Ebers bắt đầu đi vay từ WorldCom vào cuối những năm 1990, sử dụng số tiền đó để mua thêm cổ phiếu của công ty, sau đó cầm cố để thực hiện những thương vụ đầu tư riêng. WorldCom bắt đầu đối mặt với áp lực vào năm 2000, khi cổ phiếu của hãng lao dốc trong bối cảnh bong bóng dot-com vỡ tung, khiến các công ty viễn thông và Internet rung chuyển. CEO Ebers chịu nhiều áp lực từ các ngân hàng buộc phải trang trải các khoản tài chính dành cho những mảng kinh doanh khác. Trong lúc đó, lợi nhuận WorldCom lại bị tác động tiêu cực khi bị buộc phải từ bỏ thương vụ Sprint. Trong năm 2001, Ebers đã thuyết phục ban giám đốc WorldCom cung cấp cho ông các khoản vay và bảo đảm có tổng trị giá hơn 400 triệu đô la Mỹ. Tháng 4 năm 2002, Ebers mất chức CEO. WorldCom cũng nợ đến 41 tỷ đô la Mỹ từ các vụ thôn tính rầm rộ, mà các chủ nợ lớn nhất bao gồm những đại gia ngân hàng như JP Morgan Chase 17,2 tỷ đô la Mỹ, Mellon Bank 6,6 tỷ đô la Mỹ, Citibank 3,3 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, đế chế viễn thông còn có những phát hiện kinh hoàng hơn thế. Đầu mùa hè năm 2002, một kiểm toán viên nội bộ tiến hành kiểm tra sổ sách theo chỉ đạo của CEO mới. Người này đã nhận thấy những điểm bất thường trong số liệu kế toán và quy mô của quá trình gian lận kéo dài từ năm 1999 đến tháng 5 năm 2002 bắt đầu được lật tẩy.
Với những chiêu trò mờ ám trong hoạt động kế toán, công ty này đã che giấu tình trạng tài chính chính thức, ngụy tạo số liệu tăng trưởng và lợi nhuận để thổi giá cổ phiếu. Nhóm kiểm toán nội bộ đã phát hiện khoản lỗ 3,85 tỷ đô la Mỹ kể từ năm 2001 đến 2002, một phần chi phí hoạt động đã được xào nấu thành chi phí vốn. Nhờ đó, lợi nhuận của WorldCom đã được bơm thổi, thay vì lỗ 1,2 tỷ đô la Mỹ, họ lãi 1,6 tỷ đô la Mỹ vào năm 2001 và 172 triệu đô la Mỹ vào quý 1 năm 2002. Năm 2001, công ty công bố hoạt động kinh doanh tạo ra 7,7 tỷ đô la Mỹ tiền mặt, nhưng trên thực tế là 4,6 tỷ đô la Mỹ. Công ty này thừa nhận đã gian lận sổ sách hơn 4 tỷ đô la Mỹ, nhưng sau đó được xác nhận là 11 tỷ đô la Mỹ. Theo CFO Scott Sullivan, người sau đó đã bị xét buộc tội gian lận. Chi phí và số tiền đầu tư vào khoảng 1,06 tỷ đô la Mỹ năm 2001 và 797 triệu đô la Mỹ trong nửa đầu năm 2002 chỉ làm cho nguồn vốn của họ có vẻ dồi dào, còn trên thực tế lại gặp nhiều khó khăn. Vụ lừa đảo làm giới tài chính kinh hồn bạt vía, công ty ngụy tạo sổ sách trong nhiều năm, biến lỗ thành lãi như thần, lúc phá sản khiến chứng khoán đảo điên. Tháng 7 năm 2002, sau khi vụ bê bối vỡ lở, cổ phiếu của WorldCom từ mức đỉnh là 63,5 đô la Mỹ đã rớt xuống chỉ còn 20 cent ở thời điểm công ty này nộp đơn xin phá sản, với giá trị tài sản được liệt kê lên tới hơn 107 tỷ đô la Mỹ. Khi đó, đà lao dốc kinh hoàng của cổ phiếu WorldCom đã gây ra cơn sốc với thị trường chứng khoán toàn thế giới. Đầu tháng 7, khi Nasdaq thông báo WorldCom có khả năng bị loại khỏi chỉ số này, cổ phiếu của hãng ngay lập tức rơi xuống mức 6 sen. Chỉ trong một phiên ngày 1 tháng 7, 1,5 tỷ cổ phiếu WorldCom đã được giao dịch và phá kỷ lục về khối lượng đối với Nasdaq. Diễn biến thê thảm này cũng kéo theo sự sụt giảm dây chuyền đối với nhiều công ty khác trong ngành. Theo đó, các cổ đông của hãng viễn thông này là những nạn nhân lớn nhất sau vụ bê bối gây chấn động. Từ sở hữu cổ phần của một công ty lớn mạnh nhất ngành, họ trắng tay chỉ trong tích tắc. Sau khi nộp đơn phá sản, các chủ nợ bao gồm Citigroup, JP Morgan và GE Capital nắm quyền sở hữu WorldCom và đổi tên công ty này thành MCI. Song, hơn 17.000 nhân sự của công ty đã mất việc. Năm 2005, Ebers bị tuyên án 25 năm tù giam với tội danh lừa đảo chứng khoán và gian lận số liệu kế toán. Ngoài ra, các cựu lãnh đạo khác như CFO Scott Sullivan, kiểm toán viên David Myers và giám đốc kế toán Buford Ayates cũng nhận cáo buộc hình sự. Một năm sau đó, MCI chính thức được Verizon thâu tóm. Sự sụp đổ của WorldCom thậm chí có quy mô còn lớn hơn cả những vụ bê bối nổi tiếng trước đó. Scandal của WorldCom còn khiến nhiều chuyên gia tài chính nhận định đạo đức kinh doanh của các doanh nghiệp Mỹ đã xuống cấp trầm trọng. Giới đầu tư cho rằng, các nhà môi giới chỉ hành động vì lợi ích cá nhân, trong khi sự gian dối của các lãnh đạo doanh nghiệp được dung túng. Vừa xong là vụ bê bối tài chính đã làm rung động nước Mỹ của tập đoàn viễn thông WorldCom. The Brokers luôn mong rằng những thông tin mà chúng tôi mang đến sẽ giúp ích cho công cuộc đầu tư của bạn. Hãy đón chờ thêm nhiều video tiếp theo của The Brokers để cập nhật thêm những case tài chính nổi tiếng trên toàn cầu. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin gì khác, hãy để lại bình luận ngay phía dưới cho The Brokers cũng như hãy ủng hộ chúng tôi nếu bạn thấy video này hữu ích nhé. Đăng ký theo dõi kênh The Brokers ngay để cập nhật thêm các tin tức tài chính hot nhất cũng như các thông tin so sánh, đánh giá về các sàn môi giới trên thị trường. The Brokers luôn đồng hành cùng bạn trên con đường tiến đến thành công trong thị trường trading đầy biến động này.